Thưa quý vị, bây giờ sẽ là câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết là một câu hỏi thì luôn chứa đựng trong nó rất nhiều những đáp án khác nhau. Thế nhưng mà tùy ở những độ tuổi thì mức độ tư duy để tìm ra lời giải đáp lại khác nhau. Ví dụ như khi bạn hỏi một người lớn câu hỏi, con gì đập thì sống mà không đập thì chết? Câu trả lời đơn giản ngay đó chính là con tim. Thế nhưng với những em nhỏ khi mà đã nhắc đến con gì thì chỉ có thể là con chim, con bướm hay là con gà. Những câu hỏi đó thì cũng có thể là những tri thức, thế nhưng nếu chúng được gom lại và viết thành sách cho trẻ em thì lại vô cùng nguy hiểm. Hiện nay trên thị trường thì đang xuất hiện những cuốn sách như vậy và chúng được gọi chung là những cuốn sách nhảm. Phụ huynh nào dở ra, đọc thấy vui vui mà lỡ mua về cho con cái mình thì cần phải hết sức cẩn thận, vì chúng có thể là những tri thức độc cho trẻ em. Vì sao lại như vậy? Trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì mời quý vị hãy cùng gặp tiến sĩ xã hội học Đỗ Thị Vân Anh. Và trước khi đến với cuộc trao đổi với tiến sĩ Đỗ Thị Vân Anh thì xin mời tiến sĩ cùng với quý vị khán giả chúng ta hãy cùng dạo qua thị trường sách để thấy rằng là không khó tìm thấy những ấn phẩm nhảm dành cho tuổi nhi đồng. Từ cổ vũ bạo lực, những hình ảnh phản cảm cho đến giáo dục tư duy nhảm nhí, lệch lạc. Những điều mà không một phụ huynh nào muốn con em đọc được. Lại có thể xuất hiện đầy rẫy trong những cuốn sách màu mè, sặc sỡ với hình thức bắt mắt như thế này. Tất cả được gọi chung với cái tên sách nhảm. Vậy sách nhảm là gì? Chúng ta phải quan niệm là tất cả các cái văn hóa phẩm nghe, nói, đọc, viết, nhìn mà không mang tính giáo dục, không mang tính định hướng, đưa lại những các cái gọi là lệch lạc về chuẩn mực đấy, thì chúng ta gọi đấy là nhảm nhí. Theo con, các bác sĩ phải đeo khẩu trang để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe. Các bác sĩ lúc mà phẫu thuật đeo khẩu trang thì nếu có ai bị làm sao thì cũng chẳng biết đấy là. Trẻ em là như một tờ giấy trắng. Cái vấn đề giáo dục ảnh hưởng đến trẻ em rất là nhiều. Đặc biệt là nó ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ. Từ cái lệch chuẩn về đạo đức sẽ dẫn đến lệch chuẩn về hành động. Mà chúng ta biết là lệch chuẩn về hành động thì sẽ rất nguy hại cho xã hội. Tại sao lại có những hiện tượng như bạo lực gia đình, bạo lực học đường, rồi là những các vụ đâm chém, rồi các cái vấn đề về hiếp dâm các thứ sau này nó gia tăng? Sự rà soát cái sự xuất bản ra làm sao, cái trách nhiệm của ông giám đốc nhà xuất bản thế nào, rồi các cái nhà xuất bản làm sao, thì đó là câu chuyện quản lý nhà nước. Đây là các khâu để cho ra đời một cuốn sách. Những vụ việc tai tiếng trong ngành xuất bản vừa qua đã chỉ ra lỗ hổng không nhỏ trong dây chuyền xuất bản phẩm ở Việt Nam hiện nay. Một ấn phẩm trước khi được lưu hành ngoài thị trường, mặc dù đã qua nhiều khâu kiểm duyệt, lại có thể xảy ra sai phạm đến khó chấp nhận. Tuy nhiên, khâu kiểm duyệt cuối cùng nên thuộc về các bậc cha mẹ. Con tôi thì có sở thích đọc sách, thì tôi sẽ đưa cùng con đi chọn sách với tôi. Và khi con chọn sách xong thì tôi sẽ kiểm nghiệm xem là cái sách đấy, xem là sách đấy cháu đọc có phù hợp với lứa tuổi không, quyển sách đấy thì là thuộc cái nhà xuất bản nào, có uy tín hay không. Lựa chọn một cuốn sách đã khó và để chọn được một cuốn sách bổ ích dành cho trẻ con thì còn khó hơn rất nhiều, nhất là với thị trường nhiều sách nhảm như hiện nay. Một cuốn sách hay có thể nuôi dưỡng cả một thế hệ, tuy nhiên một cuốn sách tồi thì có thể sẽ giết chết cả một tương lai. Ngày xưa có một bà hoàng hậu. Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, lần đầu tiên cho phép tôi được cảm ơn tiến sĩ Đỗ Thị Vân Anh đã dành thời gian cho cuộc trao đổi vào buổi sáng ngày hôm nay của chương trình Cuộc sống 24 giờ. Và câu hỏi đầu tiên, khi mà tôi nghĩ về những cuốn sách như vậy, những bậc phụ huynh như chúng ta cầm một cuốn sách trên tay và mở ra đọc với những cái câu trả lời khá là bất ngờ, thì rất nhiều phụ huynh có thể nghĩ rằng là bất ngờ quá, vui quá, và họ nghĩ rằng có khi nào con mình khi mà đọc những đáp án này cảm thấy cũng bất ngờ, cũng vui như vậy hay không. Và thực ra thì theo tiến sĩ thì những cái nội dung như vậy, đối với những nội dung như vậy thì trẻ có cách suy nghĩ và tiếp thu giống như người lớn chúng ta hay không? Tôi thấy bây giờ là khá nhiều người cho rằng trẻ em là người lớn thu nhỏ, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều này không chính xác.
Bản thân như ông Jacques Rousseau là một triết gia nổi tiếng cũng đã nói rằng trẻ con là trẻ con và không thể cho rằng trẻ con là người lớn. Cho nên là những cái suy nghĩ của trẻ con đương nhiên sẽ phải khác người lớn, và ngược lại người lớn chúng ta cũng sẽ suy nghĩ khác trẻ con. Ví dụ như là đối với trẻ con 1 cộng 1 là bằng 2, nhưng người lớn chúng ta 1 cộng 1 có thể là n, hoặc 1 cộng 1 có thể tạo ra một ô cửa sổ. Cho nên tôi nghĩ rằng cái quan trọng ở đây chúng ta nghĩ đến cái việc định hướng và viết sách cho trẻ em như thế nào là một điều rất khó. Rất là khó, không đơn giản một chút nào cả. Nhưng cái quan trọng nhất như trong cái clip chúng ta vừa thấy thì chúng ta phải hướng trẻ em tới một cái giá trị chân thiện mỹ. Một cuốn sách nào cũng phải hướng tới một cái giá trị như vậy để nó quan trọng và nó rất là tốt trong quá trình hình thành nhân cách của trẻ em. Vâng, tôi rất là đồng ý với tiến sĩ ở điểm là chúng ta cần phải có những cái bài học đạo đức và hướng trẻ tới những giá trị chân thiện mỹ ở mỗi cuốn sách. Như chúng ta hay nói thì trẻ em cũng giống như là một tờ giấy trắng, vẽ đẹp hay vẽ xấu lên đó thì chính là ở người lớn. Và theo tiến sĩ thì những tri thức mà không chính thống như mà chúng ta trong những cuốn sách gọi là sách nhảm như chúng ta vừa nêu thì nó sẽ mang lại cái hệ quả như thế nào đối với trẻ em? Tôi thấy rằng chính những cái kiến thức không chính thống nó lại đang mang đến một kết quả rất là chính thống. Và cái điều này đang nguy hại đến cái sự hình thành nhân cách của trẻ em rất là nhiều. Như tôi thấy rằng là hiện nay cũng chưa có một cuộc nghiên cứu nào mang tính chính thống để đánh giá chính xác về cái hậu quả của nó. Nhưng nhìn trên góc độ một chiều thì cái sự độc hại đang tồn tại trong đứa trẻ. Nhờ những cuốn sách với đủ các nội dung khác nhau như chúng ta cũng vừa nhìn thấy clip cũng đã thấy cho chúng ta rất là lo lắng tới cái việc là trẻ sẽ nhận thức như thế nào, hành động như thế nào cho đúng. Vâng, và có nhiều người cho rằng là đối với những cuốn sách như là chúng ta vừa đề cập tới đây thì có thể xuất bản những cuốn sách như thế này cũng được. Hãy coi chúng là những cuốn sách giải trí để đọc cho nó vui thôi. Nhưng mà bản thân tôi nhận thấy thì sách chính là tri thức, mà những tri thức vụn vặt tầm thường như thế này thì có lẽ là chúng ta không nên xuất bản. Ý kiến của tiến sĩ như thế nào ạ? Mỗi một cuốn sách chính là một người thầy của chúng ta. Và những người như chúng tôi thì kỳ vọng là những cuốn sách đó sẽ đem lại những cái nhân quan sống, triết lý sống cho trẻ em. Thế nhưng mà với một thị trường sách rất là đa dạng thì có rất nhiều thể loại, sách khoa học cũng có, sách giải trí cũng có, sách trường cũng có, kiếm hiệp cũng có. Nhưng ở đây chúng ta phải chắt lọc như thế nào? Cái thời gian gần đây chúng ta cũng đã thấy là có một cuốn từ điển của ông Vũ Chất đã có những cái định nghĩa rất là kỳ lạ. Và tôi thấy là quá trầm trọng trong cái vấn đề sự trong sáng của tiếng Việt. Và cái cuốn sách đó lại còn đang được để trong cái Thư viện Quốc gia Việt Nam. Ngoài ra thì tôi còn có nghe, tôi đã từng đọc thấy một cái câu chuyện như thế này và rất là buồn cười. Một cái bài toán đố cho học sinh là nếu như một chiếc xe tải bây giờ đi qua một cái gầm cầu cao trên 1 mét thì bây giờ con sẽ nghĩ cho bác xe tải có một cách nào có thể giảm được độ cao đấy. Và câu đáp án trả lời là rất đơn giản thôi, hãy xì mỗi bánh xe và hạ độ cao xuống 1 mét thì chiếc xe sẽ qua cầu rất là dễ dàng. Tôi thấy cái câu trả lời đấy tôi thật sự sốc và tôi rất là lo lắng, vì từ khi mà tôi nhìn thấy cái xe tải đến giờ tôi chưa thấy có xe nào có thể xì lốp đi hết 1 mét cả. Và như vậy thì chúng ta có thể hướng dẫn học sinh, các em đến một cái cách là thông minh trong việc tìm ra những tình huống xử lý, nhưng cái cách thông minh đó là nó đi ngoài với cái thực tế, đi ngoài với sự logic của khoa học thì điều đấy lại rất là nguy hiểm. Vâng, có thể mang lại những cái hậu quả khôn lường. Và có thể là trẻ nghĩ rằng, người lớn có thể nghĩ rằng đó là một đáp án vui, nhưng mà trẻ có thể nghĩ rằng đó là một giải pháp mà có thể áp dụng được trong cuộc sống, và điều đó khá nguy hiểm đúng không? Tôi nghĩ là cần phải nhìn nhận lại ở cái người viết sách cũng như là các nhà xuất bản sách. Họ phải có những cái tư duy tốt hơn nữa trong cái việc hình thành những cuốn sách này. Cải cách là quan trọng, đổi mới cũng rất là quan trọng, nhưng mà cải cách và đổi mới mà đi ngược với cái thực tế thì sẽ rất là khó khăn. Vâng, đúng như tiến sĩ vừa nói là những người làm sách cần phải tư duy nhiều hơn nữa. Bản thân tôi cũng là một bậc phụ huynh và mỗi khi mà đứng trước quầy sách thì có thể là đứng hàng tiếng đồng hồ cũng không thể nào chọn được cho con em mình một cuốn sách phù hợp, bởi vì tôi muốn tìm một cuốn sách thuần về giải trí, không phải là toán nâng cao hay là bài văn mẫu, thuần về giải trí. Nhưng mà bên cạnh đó thì giải trí cũng phải đúng đắn, chuẩn mực. Cái công cuộc tìm sách, những cuốn sách như vậy khá là nan giải. Vậy thì theo tiến sĩ, đó là chúng ta quá khó để làm những cuốn sách như vậy, chúng ta chưa đủ tư duy để chọn điều đúng đắn nhất cho con em mình, hay là chúng ta chưa thực sự đầu tư vào đó? Tôi nghĩ là cả hai. Cái tư duy của mặt bằng chung dân trí của chúng ta bây giờ cũng chưa đồng đều. Cho nên là không phải phụ huynh nào cũng có thể tìm ra những cuốn sách thật sự tốt cho con em mình. Cái thứ hai nữa là trong một cái thị trường bây giờ, tất nhiên là cái nhu cầu nó
nhu cầu nó rất là lớn. Và cái việc mà các em thích đọc những cuốn sách như là những cuốn truyện trường, hoặc là những câu chuyện như là Shin Bút Chì, Conan, Doraemon vân vân, thì đó là cái thụ xu hướng của trẻ. Nhưng nếu phụ huynh không định hướng được thì sẽ rất là khó hướng con tới những cuốn sách khoa học hơn, chuyên nghiệp hơn. Cho nên cần nhìn nhận lại là bản thân người lớn chúng ta cần phải nâng cao cái tư duy và cần định hướng tới cái người viết sách, phải viết sách tử tế hơn và hướng tới một định hướng một cái thị trường đúng đắn, trong sạch. Vâng, và một câu hỏi cuối cùng mang tính chất khá là cá nhân thôi. Đấy là tất cả những cái phụ huynh, những phụ huynh bình thường như chúng tôi thì rất muốn được biết rằng là tiến sĩ xã hội học sẽ chọn sách cho con em mình như thế nào? Tất nhiên là tôi sẽ kết hợp cả hai, cũng hướng con tới những cuốn sách khoa học. Sẽ cố gắng rất là nhiều hướng tới những cuốn sách khoa học, nhưng tuy nhiên thì sách khoa học không phải là cái điều hấp dẫn đối với trẻ em, và hướng em những cái câu chuyện nhỏ nhỏ hơn, những câu chuyện cười dí dỏm như là Ngụ Ngôn Aesop, hoặc là những câu chuyện cổ tích như Andersen, thì tất cả những cái hệ thống đó sẽ làm cho con mình phát triển một cách hoàn hảo, kể cả vui vẻ, nhẹ nhàng và có những cái triết lý sống thật sự là sâu sắc. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ xã hội học Đỗ Thị Vân Anh đã dành thời gian cho cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng ta vẫn nói trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, và cái thế giới hôm nay nếu chỉ được người lớn chúng ta nhồi nhét tiếp tay cho những tri thức nhảm nhí hoặc đi lệch với những tư duy thông thường thì rất dễ để tạo ra một ngày mai mờ mịt.